Công ty Bình Minh xin kính chào toàn thể bà con. Hiện nay, thực phẩm sấy khô đang ngày càng được ưa chuộng. Vì vậy, công ty Bình Minh đã cho ra đời máy sấy thực phẩm đa năng, có nhiều cải tiến hiện đại, giúp cho việc sấy các nguyên liệu đạt hiệu quả tối ưu nhất cho người sử dụng. Ưu điểm nổi bật của dòng máy sấy khô đa năng này là giữ được màu sắc, hương vị tự nhiên và dinh dưỡng của nguyên liệu, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Máy có nhiệm vụ sấy khô, hút hết độ ẩm ở trong các nguyên liệu để có thể bảo quản một cách dễ dàng như sấy hoa quả khô, thịt khô, cá khô, măng khô và nhiều loại nguyên liệu khác tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Khoang làm việc được thiết kế với hệ thống buồng và khay hoàn toàn bằng inox 201, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy có 10 khay chứa nguyên liệu với kích thước của khay là 95 x 76cm, giúp cho người sử dụng có thể chứa được nhiều nguyên liệu trong một khay sấy. Với hệ thống sấy đối lưu tuần hoàn, máy được chia làm 4 hộp nhiệt, mỗi hộp 2 thanh nhiệt, mỗi thanh nhiệt có công suất tiêu thụ là 800W. Hệ thống quạt hút giúp cho các nguyên liệu được tỏa hơi nóng xuống tận thay cuối cùng và hút ngược trở lại, nên các nguyên liệu sẽ được sấy khô đều từ trong ra ngoài. Máy được cải tiến hơn với gioăng chất liệu cao su tự nhiên lắp ở viền xung quanh cánh tủ của máy sấy, sẽ có nhiệm vụ tránh làm hơi nhiệt thoát ra ngoài, cũng như đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng khi máy đang hoạt động mà người dùng đến gần. Máy sử dụng nguồn điện thông dụng là 220V, cho năng suất từ 80 đến 100kg một mẻ. Đặc biệt, máy có bảng điều khiển thông minh, bao gồm công tắc nguồn, đồng hồ hẹn giờ, đèn báo, sấy phụ, sấy chính và đồng hồ điện tử điều chỉnh nhiệt giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng. Đối với các nguyên liệu như thảo dược, trà xanh hay các loại hoa quả như thanh long, chuối, táo, cam, nên sấy ở nhiệt độ từ 50 đến 80 độ C với thời gian từ 4 đến 8 tiếng. Còn đối với nguyên liệu là các loại hạt hay các loại thịt, nên sấy ở nhiệt độ từ 60 đến 90 độ C với thời gian từ 5 đến 10 tiếng. Thời gian sấy của các nguyên liệu còn phụ thuộc vào độ ngậm nước của nguyên liệu nhiều hay ít. Máy sấy thực phẩm đa năng được sản xuất trực tiếp tại xưởng sản xuất của công ty với đội ngũ giàu kỹ thuật, nên công ty Bình Minh cam kết đảm bảo về chất lượng và giá thành hợp lý nhất. Khi mua máy của công ty, bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất, được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình nhất. Bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy, thử máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty chúng tôi giao hàng toàn quốc qua bưu điện hoặc gửi xe khách. Công ty Bình Minh có trụ sở làm việc tại 281 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline trên màn hình để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty. Vui lòng nhấn vào đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tiếp theo của công ty.